Cùng với nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa, huyện đoàn Hoa Lư vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 91 năm xây dựng, cống hiến, trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tự hào về truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ cả nước. Lực lượng đoàn viên thanh niên Hoa Lư đã có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của huyện. Huyện đoàn đã triển khai thực hiện nhiều phong trào, chương trình thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, tiêu biểu như tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, vận động hỗ trợ xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ, khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí, tổ chức giúp nhau vay vốn phát triển sản xuất, giới thiệu giải quyết việc làm cho thanh niên. Tuổi trẻ trong huyện cũng có nhiều đóng góp tích cực trong phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã công bố và trao quyết định thành lập câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp gồm 15 thành viên và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.